Sau một thời gian dài kín tiếng trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ Hoài Linh đã xuất hiện tại một sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức clip ghi lại khoảnh khắc này thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Theo đó, sau đêm diễn, Hoài Linh được nhiều đồng nghiệp vây quanh và dành điều bí mật cho mình. Có thể thấy, các anh em nghệ sĩ đã chuẩn bị sẵn bánh kem và bất ngờ chúc mừng sinh nhật cho Hoài Linh. Trong đoạn clip, nam danh hài diện trang phục sân khấu và hạnh phúc vỡ òa trước tình cảm của đồng nghiệp dành cho mình. Diện mạo của Hoài Linh trông có phần gầy gò, ốm yếu và lộ rõ dấu hiệu tuổi tác hơn so với lúc còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Điều khiến nhiều người phải tò mò chính là phản ứng của khán giả có mặt trong đêm diễn khi Hoài Linh được chúc mừng sinh nhật. Có thể thấy, đông đảo người hâm mộ đã nán lại sau khi kết thúc chương trình để cùng chúc mừng nam danh hài. Trước tình cảm của khán giả, Hoài Linh thoải mái và vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người. Kể từ khi vướng ồn ào dư luận về việc ngâm tiền từ thiện sau những buổi livestream tố cáo của bà Phương Hằng, nghệ sĩ Hoài Linh vắng bóng trên tất cả các game show truyền hình, phim ảnh. Anh hầu như ở ẩn và chỉ tập trung cho sân khấu kịch. Còn nhớ vào đợt lũ năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh đã đứng ra kêu gọi ủng hộ và thu về hơn 13,4 tỷ đồng. Đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2021, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và nhiều cư dân mạng réo tên, thắc mắc về số tiền hơn 13,4 tỷ đồng mà nam nghệ sĩ đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung thời điểm cuối năm 2020. Sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh thừa nhận vẫn giữ số tiền từ thiện hơn 13,4 tỷ đồng trong tài khoản, chưa kịp giải ngân. Dù sau đó đã khắc phục bằng việc giải ngân và trao từ thiện cho bà con miền Trung nhưng khán giả vẫn không nguôi ngoai sự bức xúc dành cho nam nghệ sĩ. Đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh vì không có dấu hiệu tội phạm. Sau ồn ào này, dù được minh oan không ăn chặn từ thiện nhưng việc ngâm tiền quyên góp khiến danh tiếng anh bị ảnh hưởng. Thời gian qua, Hoài Linh tạm ngưng tham gia các game show giải trí. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân đã bị quen mặt trên sóng truyền hình, anh sợ khán giả bội thực, nhàm chán. Thậm chí, trên các kênh cá nhân như YouTube, TikTok, Facebook, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn không cập nhật bất kỳ thông tin nào kể từ sau ồn ào kể trên. Đến nửa đầu năm 2023, Hoài Linh mới bắt đầu có những động thái trở lại showbiz khi góp mặt tại nhiều sân khấu kịch thay vì các game show. Vở diễn Động Vô là phỏng tay ra mắt dịp Tết 2023 là vở hài kịch dân gian mà anh tham gia trở lại năm 2023. Thời điểm đó, nghệ sĩ hài đình đám một thời từng chia sẻ, hiện giờ anh đi diễn cũng chỉ để được thỏa mãn đam mê. Làm diễn viên sân khấu tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng đem lại cho anh cảm giác vui vẻ, thoải mái và đặc biệt là không khí ấm cúng khi anh em nghệ sĩ cùng nhau tập luyện, chuyện trò hàn huyên và ăn uống. Không những thế, Hoài Linh còn tiết lộ hiện giờ anh đang theo học lớp đào tạo đạo diễn sân khấu do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tiền Phong, Hồ Chí Minh, đi học ở tuổi không còn trẻ. Hoài Linh tự nhận bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót nhưng nhờ việc học này mà anh tìm ra được nhiều khía cạnh hay về nghề diễn mà từ trước đến nay anh vẫn chưa biết hết. Nam nghệ sĩ bày tỏ, anh đi học không phải vì muốn trở thành đạo diễn mà chỉ để được mở mang kiến thức.